Đây là cố thiền sư Thích Đức Niệm. Tôi về bản thân hòa thượng Đức Niệm là quen nhau từ năm 1978 à 79 79. Hòa thượng khi đó là mới sơ khởi cái Phật học viện quốc tế tại gần chùa Việt Nam. Đây là cái bức ảnh cuối cùng trước khi hòa thượng viên tịch. Thì tôi và hòa thượng thấy khỏe cho nên rủ nhau ra chụp cái ngôi chùa và những cái công trình mà hòa thượng đã sáng tạo và sự cố công gây dựng cho ở nơi đây. Về hòa thượng vui vẻ, hòa thượng là tôi mới mua được mấy cái nón thay vì tôi chụp để cho nó ra vẻ quê nhà. Lúc đó là hòa thượng tương đối khỏe. Sau khi chụp hình xong rồi về gửi thầy hòa thượng cái lưu niệm cho vui. Thì không ngờ thì đây là cái bức ảnh cuối cùng giữa bản thân chúng tôi và cố hòa thượng Đức Niệm. Và cũng xin một điều nữa là ở trong cái kỷ yếu chúng tôi có nói là hòa thượng Đức Niệm không những là người cố vấn mà lại tận tình giúp đỡ tài vật và công sức, và nhất là những lúc mà Phật pháp ở đây đang còn phôi thai thì hòa thượng là người dấn thân cho tổ đình Từ Đàm hải ngoại rất là nhiều. Cái công đức của hòa thượng Đức Niệm rất là lớn lao đối với bản thân chúng tôi cũng như đối với với tổ đình Từ Đàm hải ngoại. Cũng xin một lần chót trước khi thầy Nguyên Tạng trở về Úc để lo Phật đản 2008 thì cho tôi được đại diện tổ đình Từ Đàm hải ngoại. Thành thật cảm ơn thầy, kính lễ Vạn An Thượng Tọa Tam Phương và toàn thể tự chúng ở trong tu viện Quảng Đức, nơi thầy làm cố vấn chỉ đạo dưới sự hướng dẫn huynh đệ của Thượng Tọa Tam Phương. Chúc thầy Thượng Lộ Bình An. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn hòa thượng. Dạ.